đến từ An Giang. Dạ em đến đoàn lân xuyên rồng Đăng Anh Đường ngoài đoàn Phú Hòa. Đoàn mình hoạt động bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng anh. 6 tháng muốn hay dữ à? Dạ tại nhà chủ đoàn dạy tập luyện cho mấy em thường ngày. Bữa nay chương đoàn có đi không em? Dạ có anh. Rồi chương đoàn đâu? Là bữa nay chương đoàn. Chương đoàn nè anh. Chương đoàn nhỏ này hả? Nè nè, chương đoàn nè. Chương đoàn ơi, chương đoàn nhỏ, chương đoàn ơi. Rồi giới thiệu về đoàn mình cái đi. Dạ em Đăng Anh Đường, trưởng đoàn thị trấn Phú Hòa, Sơn An Giang anh. Rồi mình đi múa này đi múa những lễ hội gì cứ giới thiệu cho bà con biết ra. Dạ múa lễ hội kiểu lễ đình đồ đó với Phật giáo Hòa Hảo, miễu đồ đó. Rồi số điện thoại của đoàn mình là số mấy nè? 0327581 28 anh. Xin chào mọi người, mình là em của chú đoàn Đăng Anh Đường. Thì mình chung dây trò là vũ đuôi, còn mấy anh em thì mấy ní thì múa đầu. Thì đoàn của mình mới mở đây cũng 6 tháng à. Thì đoàn của mình chỉ múa khai trương, lễ, đồ này cúng đình này kia, đồ dân văn văn đắp cưới này kia. Nếu ai có nhu cầu thì cứ liên hệ chú đoàn Đăng Anh Đường thì sẽ gặp ngay đoàn của mình. Rồi em có một cái nghề phụ nào nữa không? Có nghề phụ của em là múa lửa, trà nước kiếm, nữ lam này kia. Nếu ai có yêu cầu thì cứ liên hệ em thì sẽ gặp ngay đoàn em là múa lửa, nước kiếm này kia, đồ văn văn. Vậy là đoàn mình là có xiếc công phu luôn đúng không? Dạ đúng rồi, đoàn em có xiếc công phu luôn.